Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tôn trọng các nghĩa vụ giải trừ vũ khí và cam kết không bao giờ sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tái diễn. Ghé thăm thành phố New York, Mỹ để tham gia dạ tiệc trắng, nơi hàng nghìn người mặc trang phục dạ hội màu trắng tham gia bữa tiệc sang trọng ngoài trời. Quý vị, ngay sau khi bác đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ và Pháp đưa ra, Israel đã mở cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Động thái của Israel khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm kịch Gaza thứ hai tại Liban. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền nam Liban. Trong số 220 mục tiêu bị không kích có các địa điểm cơ sở hạ tầng, bệ phóng mà từ đó các quả đạn được bắn về phía lãnh thổ Israel. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah và các cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng này tại Liban cũng bị tấn công. Theo quân đội Israel, mục đích tấn công là nhằm làm suy yếu và phá hủy năng lực và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc ném bom của Israel đã buộc 90.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Liban đến những nơi an toàn hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tôn trọng các nghĩa vụ giải trừ vũ khí và cam kết không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân hay đe dọa sử dụng loại vũ khí này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng toàn cầu gia tăng và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tái diễn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ, sự chia rẽ về địa chính trị và mất lòng tin ngày càng tăng đã làm leo thang căng thẳng và thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Ông Guterres khẳng định giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân là hai mặt của một đồng xu. Tiến bộ trên một mặt sẽ thúc đẩy tiến bộ trên mặt kia. Các quốc gia phải theo đuổi cả hai mặt một cách cấp bách. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, hiện trên thế giới vẫn còn khoảng hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân. Các quốc gia sở hữu những loại vũ khí như vậy đã có kế hoạch dài hạn để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật hình sự hóa hành vi xem hoặc sở hữu hình ảnh video khiêu dâm deepfake hay là các hình ảnh video giả mạo được tạo ra từ công nghệ mô phỏng khuôn mặt con người. Theo đó, người vi phạm có thể đối mặt 3 năm tù hoặc bị phạt tối đa 30 triệu won, tức hơn 550 triệu đồng. Theo luật hiện hành ở Hàn Quốc, mức phạt tiền và án tù chỉ áp dụng cho hành vi tạo video deepfake khiêu dâm cho mục đích truyền bá. Khi luật mới được Tổng thống Hàn Quốc ký ban hành, mức án tối đa cho tội danh này tăng lên thành 7 năm, bất kể mục đích là gì. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết chỉ riêng trong năm nay đã xử lý hơn 800 vụ phạm tội tình dục liên quan tới deepfake, tăng gấp nhiều lần so với số vụ vào năm 2021. Theo cảnh sát, hầu hết nạn nhân và thủ phạm đều là thanh thiếu niên. Các phi hành gia châu Âu đang tiến hành tập luyện đổ bộ lên mặt trăng tại cơ sở mô phỏng Luna ở Cologne, Đức để chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm mặt trăng vào năm 2030. Luna sử dụng 900 tấn đá núi lửa nghiền nhỏ để tạo ra bề mặt giống mặt trăng trên diện tích lớn hơn một sân bóng rổ. Hệ thống treo trên trần mô phỏng môi trường trọng lực thấp. Luna tái hiện hầu hết các bối cảnh trên mặt trăng như bề mặt, bụi, đá và ánh sáng. Cơ sở này sẽ được Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Đức vận hành chung, phục vụ nhiều mục đích như thử nghiệm tàu thám hiểm và luyện tập đi bộ trên mặt trăng. Quảng trường Union tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ tối qua đã biến thành một biển màu trắng khi hàng nghìn người tập trung tại đây để tham gia dạ tiệc trắng nổi tiếng. Tất cả khách đến dự tiệc đều mặc trang phục dạ hội màu trắng và thưởng thức một bữa tiệc sang trọng ngoài trời. Người dự tiệc ngoài việc mặc đồ trắng còn phải mang theo giỏ mây đựng khăn trải bàn, bộ đồ ăn, chén đĩa sứ, ghế gấp và bàn ăn. Điều làm nên sự bí ẩn thú vị của dạ tiệc này là địa điểm tổ chức được thay đổi hàng năm, chỉ được tiết lộ một vài tiếng trước khi sự kiện bắt đầu. Dạ tiệc trắng đã được tổ chức ở nhiều thành phố trên thế giới từ những năm 1980. Năm nay sự kiện diễn ra tại hơn 75 thành phố của 16 quốc gia với gần 2 triệu người trong danh sách chờ mua vé. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng các phóng viên truyền hình Việt Nam đến thăm trang trại điện mặt trời Tenge ở Singapore. Đây là một trong những trang trại điện mặt trời nổi trên đất liền lớn nhất trên thế giới. Trang trại này được quản lý bằng công nghệ hiện đại, trong khi vẫn duy trì được sự hài hòa với thế giới tự nhiên. Phía sau lưng tôi là trang trại điện mặt trời có quy mô lớn nhất ở Singapore. Và có thể thấy là trang trại điện mặt trời này được xây dựng trên hồ nước Tenge. Nó nằm ở vị trí sát với biên giới Malaysia. Tenge là một trong những hồ trữ nước ngọt lớn của Singapore. Vì thế,
việc xây dựng trang trại điện mặt trời được tính toán tối ưu về kỹ thuật cũng như về bảo vệ môi trường tự nhiên. Các tấm pin mặt trời được lắp nghiêng 3 độ để khi mưa thì có thể tự làm sạch. Tấm pin được lắp đặt theo thiết kế 3 hàng xen với một làn đi bộ thay vì 2 hàng truyền thống, nhờ đó tăng được mật độ lắp đặt, tối ưu diện tích sử dụng. Khoảng cách giữa các đảo pin mặt trời được duy trì 20 mét để ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới hồ nước, làm tăng độ oxy hòa tan trong nước. Nhiều giải pháp sáng tạo đã được triển khai như là các thiết bị định vị GPS để giám sát các phao nổi nhằm đảm bảo an toàn. Chúng tôi triển khai thiết bị bay không người lái để kiểm thử phát quang điện, chỉ ra nhanh chóng và chính xác các tấm pin mặt trời bị lỗi để thay thế, đảm bảo hệ thống luôn vận hành tối ưu. Tổng cộng có 122.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt, phủ 1/3 diện tích hồ Tenge, tương đương với 45 sân bóng đá. Trang trại điện mặt trời này giúp tiết kiệm 32.000 tấn carbon, tương đương giảm bớt 7.000 xe ô tô trên đường một năm. Hệ thống 60 MW tạo năng lượng cần thiết cho 16.000 hộ dân nhà ở xã hội sử dụng trong một năm. Điều chúng tôi tự hào về trang trại điện mặt trời này là không chỉ tạo ra năng lượng tái tạo mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ngay cả khi chúng tôi xây dựng trang trại điện này mà không ảnh hưởng đến thiên nhiên, động vật sinh sống ở nơi đây. Thực tế, các loại chim, rái cá sinh sống ngày càng phát triển ở nơi đây. Tiếp theo thành công phát triển trang trại điện mặt trời Tenge, Singapore cũng đang triển khai một dự án điện mặt trời nổi quy mô còn lớn hơn tại hồ chứa Kranji với công suất lên tới 141 MW. Việc xây dựng các trang trại điện mặt trời như Tenge, Kranji và nhiều nơi khác sẽ nâng tổng công suất năng lượng mặt trời của Singapore lên 2 GW vào năm 2030, góp phần đưa Singapore hướng tới mục tiêu cân bằng carbon vào năm 2050. Công ty Nintendo, gã khổng lồ trò chơi điện tử của Nhật Bản, sẽ chính thức khai trương bảo tàng đầu tiên tại thành phố Kyoto, giới thiệu toàn bộ lịch sử phát triển của công ty từ khi ra đời vào năm 1889. Ngoài việc trưng bày các thiết bị trò chơi mang tính biểu tượng, bảo tàng còn mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm tương tác độc đáo với những trò chơi nổi tiếng như Super Mario, The Legend of Zelda. Dù vé vào cửa đã bán hết trong 2 tháng, song lượng khách du lịch đến đây vẫn rất đông để được chụp ảnh bên ngoài. Công ty Nintendo nổi tiếng với nhiều tựa game kinh điển, với các thiết bị trò chơi như Game Boy, Wii hay Nintendo Switch đã được bán với số lượng hàng trăm triệu chiếc trên toàn cầu. Các trò chơi của Nintendo không chỉ nổi bật nhờ lối chơi sáng tạo mà còn vì sự đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại phục vụ cho cuộc sống đã được giới thiệu tại triển lãm thiết bị điện tử tiêu dùng 2024 vừa được tổ chức tại thành phố Berlin, nước Đức. Đến đây, khách tham quan được tiếp cận và trực tiếp trải nghiệm nhiều thiết bị lần đầu tiên được công bố như ghế massage robot có chuyển động cơ thể độc lập hay sản phẩm cho phép người dùng tự kiểm tra và làm sạch tay an toàn tại nhà. Đối với sản phẩm dành cho trẻ em, triển lãm cho ra mắt máy in 3D giúp dễ dàng in đồ chơi từ các bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Máy sử dụng nhựa phân hủy sinh học và tích hợp tới hơn 15.000 mẫu đồ chơi với thời gian in chỉ trong 3 giây. Ra đời từ năm 1924, đến nay sự kiện là một trong những triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn và quan trọng nhất thế giới, trở thành sân chơi cho các công ty giới thiệu những cải tiến và xu hướng công nghệ trong tương lai. Một bức tranh trong bộ sưu tập hoa súng của danh họa Claude Monet lần đầu tiên được bán đấu giá tại Hồng Kông, Trung Quốc với mức giá từ 25 đến 35 triệu đô la Mỹ. Tác phẩm 125 năm tuổi này dự kiến sẽ lập kỷ lục mới, là một trong những bức tranh đắt giá nhất của ông từng được bán tại châu Á. Trong suốt cuộc đời của mình, họa sĩ Claude Monet đã vẽ khoảng 200 bông hoa súng, nhưng đây là một trong những bức tranh đầu tiên, hiện cũng chỉ có 4 bức thuộc sở hữu tư nhân. Họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Monet được biết đến là một người tiên phong của trường phái ấn tượng. Ông tạo ra những kiệt tác để đời bằng cách sử dụng màu sắc và ánh sáng để nắm bắt các khoảnh khắc thiên nhiên. Và bộ tranh hoa súng của ông đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật, hiện đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng danh giá trên thế giới. Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Zocalo, Mexico để hòa mình vào không khí sôi động của buổi biểu diễn âm nhạc Mariachi, một văn hóa mang tính biểu tượng của quốc gia này. Hơn 20 ban nhạc và ca sĩ trong trang phục truyền thống Mexico với mũ rộng vành và quần áo thêu hoa đã trình diễn những bản nhạc Mariachi nổi tiếng, khiến tất cả đám đông cuồng nhiệt hát theo bất chấp thời tiết nắng gắt. Âm nhạc Mariachi luôn khiến trái tim tôi rung động và tôi cảm thấy tự hào vì là người Mexico. Âm nhạc Mariachi được chơi với các nhạc cụ violon, viola, kèn trumpet và guitaron.
Những nghệ sĩ trong trang phục truyền thống sẽ biểu diễn các bài hát mang âm hưởng từ các vùng khác nhau của Mexico. Đây cũng là dịp để tôn vinh nét đẹp văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2011. Một khóa học khiêu vũ đặc biệt dành cho những người ngồi xe lăn vừa được mở ra tại Brazil. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ những lớp học miễn phí do chính quyền bang Rio de Janeiro tài trợ nhằm khuyến khích những người yếu thế trong xã hội hòa nhập với cộng đồng. Tôi rất vui vì có thể tìm lại niềm đam mê khiêu vũ của mình. Như thể tôi cùng chiếc xe lăn có thể gắn kết theo một cách khác, ngoài việc phải sử dụng để đi lại hàng ngày. Các vũ sư tham gia dự án này cũng đã được tập huấn và hiểu nguyên lý hoạt động của xe lăn để có thể phối hợp tốt với những người tham gia. Đây là lần đầu tiên lớp học được tổ chức và dự kiến sẽ hoạt động định kỳ hàng tuần. Các nhà phân tích cảnh báo là châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khí đốt tự nhiên trầm trọng trong mùa đông này. Theo ước tính thì mức thiếu hụt khí đốt của châu Âu lên tới là khoảng 66 triệu mét khối một ngày, tương đương khoảng 1/3 lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày của nước Anh. Nguyên nhân là do sự chậm trễ trong lịch trình bảo trì một số mỏ khai thác và nhà máy cung cấp khí đốt ở Na Uy cũng là tuyên bố là ngừng bảo trì theo lịch trình hoặc là báo cáo ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. 11 tỉnh của Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok, đang được cảnh báo chuẩn bị cho nguy cơ ngập lụt. Nguyên nhân là do bởi đập Chao Phraya tại tỉnh Chiang Mai dự kiến sẽ tăng lượng nước xả. Theo Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan thì đập Chao Phraya sẽ dần tăng lượng xả nước nhưng sẽ giới hạn ở mức là khoảng 2.000 mét khối một giây. Khối lượng xả này sẽ làm tăng mực nước các con sông xung quanh lên thêm từ 1 đến 1,5 mét. Nước sông dâng cao cũng khiến các kênh rạch và nhánh sông tràn bờ.